Đây cái đầu tiên nha cả nhà. Thì bữa nay em đi thăm lò nha cả nhà. Ở cặp mé ao. Chứ rồi em cũng có thăm nữa, cũng có dính nữa mà em không có quay. Thấy hết clip thì quay chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nhưng mà không biết sao. Ôi cái này tớt quá rồi cả nhà ơi. Cái đầu tiên hụt rồi nha cả nhà. Tiếp tục nha cả nhà. Thì cái luồng này em có 9 cái à. Hôm rồi là em đặt 10 cái mà người ta lấy hết cái. Đây cái. Thấy nhỏng đầu cả nhà. Có gì không đây nữa. Đó đó. Cái gì vậy? Trời ơi, một đống cái sạc luôn cả nhà ơi. Cái sạc không. Nãy giờ 7 cái này cả nhà, cái này là cái thứ 8 mà. Em thấy em tính không quay nữa, quay nãy giờ không dính em không quay. Em lại đây em cũng không có quay luôn. Mà nó nhõng đầu luôn cả nhà. Nó nhõng đầu, nó ruột cây luôn nè, nó ruột cây của em. Dính một con lươn khủng với một con lóc khủng cả nhà. Trời ơi, nó đã. Rồi nó mê cái gì đâu. Em thấy nó chỏng đầu luôn. Bung hai cái cây luôn. Nhưng mà hên là nó còn vướng lại ở cái cành cây á cả nhà. Cái cành cây em đặt sát bên nó có cái cây á. Nó còn vướng lưới lại cho nên cái lò nó thẳng cả nhà. Cái lò nó thẳng cho nên con cá nó không có xảy được. Thứ dưới con lươn này nó không xảy được. Mà con lươn này cả nửa ký lô cả nhà. Quá chừng đã luôn cả nhà ơi. Rồi. Nãy giờ đi thăm 7 cái thì cái này cái thứ 8 á. 7 cái kia không dính, nó mệt đi đâu á. Cái này hết mệt luôn cả nhà. Còn cái nữa. Còn cái bên kia nữa là cái thứ 9 cả nhà. Luồng này thì em đặt 9 cái. Chiến rồi là được khoảng chừng 3 cái cá lóc. Còn chiến này được mới được con lươn với con cá cả nhà. Cái này hên quá. Còn cái kia nữa. Rồi, để em ốp máy em bắt nó ra cái cả nhà. Tại em không có chân quay á. Tiếp tục nha cả nhà. Giờ em qua luồng mới nè. Nãy cái kia cái thứ 9 không dính vậy em không có quay luôn. Cái này em có luồng này cả nhà. Thì tổng cộng bữa nay em đi thăm là cũng 20 mấy cái à nha. Cái lợn này sao thấy nó im dưới đâu. Thấy nó chỏng đầu sao nó im quá. Quá trời ốc luôn cả nhà. Vô ốc không thì kia nó chỏng đầu. Tiếp tục nha cả nhà. Đây em có cái nữa nè. Cái ao này cũng tin tưởng, cái ao này dữ lắm luôn nè. Mà không biết nó dính hay không. Thấy cái lờ nó em ru. Còn dặn bình thường á. Không có gì mà thay đổi hết đâu. Trời ơi, rùa. Dính hai con rùa cả nhà ơi. Đây, dính hai con rùa nha. Hai con rùa nhỏ. Tiếp tục cả nhà ơi. Thì em mới chạy về em đem con lươn về nhà rồng nha cả nhà. Tại em sợ nó chết á. Tại em bỏ chung như một cái sọt á. Thì cá lóc thì cá phi. Nãy dính được hai cá phi nữa mà. Em không có quay cho cả nhà mình cùng xem. Nhỏ. Thì em sợ nó quằn chết á, em đem về em rộng rồi. Bữa nay mấy cái chỗ mà em trông đợi không á mà nó không dính. Hên là dính được con cá lóc khủng với con lươn khủng. Nó im ghê im luôn mà nó không dính. Cái này dính cái sặc không cả nhà ơi. Sặc không. Không quay thì nó quay thì nó không dính mà không quay thì nó dính như cả nhà. Hồi nãy em mới vừa mất một cái nữa. Cái này dính hình như con lươn thì phải. Đây đây đây. Một con lươn nữa cả nhà ơi. Đường này cũng trọng nha. Quá đã quá đã. Hí. Trời cái giọng thấy ghét kìa chứ. Đây. Con lươn nha cả nhà.
cái bờ cỏ này người ta cắt gần tới rồi, em mà để cái này bẫy đây chắc mắc quá, chắc hồi em giấu kỹ lại quá. Giờ đặt cái thứ gì cũng mất hết rồi cả nhà ơi. À, hai con lươn là thấy ngày nay là ấm rồi đó, là đủ vốn mà. Hai con lươn là đủ vốn chục cái lò rồi đó, dư sức luôn. Thì em cũng có làm lò để em bán nữa nha cả nhà. Lò đây, lò loại này nè cả nhà, đây dành mũ nha. Thì em làm bằng dành nhựa, còn mấy cái em đặt đây thì là dành tre lúc trước em mua. Giờ thì em cũng có làm dành tre nữa, nhưng mà dành tre em làm có 50 cái em đặt, còn làm dành mũ này thì bán. Anh em nào có nhu cầu mua lò thì liên hệ với em nha. Thì số điện thoại em để dưới phần mô tả. Rồi cái con lươn này để em đắt bắt ra xong em đặt em sửa cái lọt lại nha cả nhà. Thì đặt lờ cá thì cũng giống như đặt bẫy rắn vậy cả nhà, nó mất dữ lắm luôn. Thì làm là chuẩn bị để dành xi cua luôn á, chứ mà không có lọp xi cua là mất rồi, là không có lọp để đặt luôn, là con ốc nó mập. Hôm nay em thăm 2 chuyến rồi, mất hết 3 cái rồi đó. Cái này rớt quất nhờ, không dính. Em đặt em giấu kỹ lắm, giấu kỹ còn hơn bẫy rắn nữa, mà cũng vẫn mắc. Ở đây em có 1 cái cả nhà, 2 cái ao này chuyến rồi không dính. Chuyến này em vô tại trên kia có người, em tính không có quay mà dính rồi cả nhà, dính thì em quay luôn. Cái đường xe sát bên luôn. Đây, còn cá lóc nha cả nhà. Bèo không? Con này nhỏ hơn con hồi nãy, nhỏ hơn con trước. Dù 4 cá sặc, 4-5 con cá sặc nhưng còn cá lóc rồi nha cả nhà. Ôi đi sớm giờ nữa mới thấy dính được con cá lóc á. Còn mấy cái nữa hết bẫy rồi cả nhà, hết lợp rồi. Cá lóc đồng đen xì li luôn, quá đã luôn cả nhà. Rồi để em bắt nó ra cái cả nhà. Cái lò của em đặt ở trong đây nè cả nhà, đặt ở trong đây mà nó chui ra, bây giờ nó tung ra lúc ngoài đó luôn, mà nó chổng đầu luôn, mà không biết con gì ở trong đó nè. Cái ao này sâu lắm nha cả nhà. À, nó chổng đầu vậy nè, này hàng khủng nó mới chổng đầu nè. Trời ơi, không phải hàng khủng cả nhà ơi, mà là một đống cá sạc luôn. Thôi, quá trời, cái này về chiên xù cả nhà ơi, bắt luôn. Ôi làm mừng hụt. Rồi để em bắt nó ra xong rồi em đặt lại nha cả nhà. Rồi con ốc bự em còn đây, để hồi bắt em còn cái này nữa là cái cuối cùng, hết 7 cái nha. Thầm bữa nay thoát à, không trúng cũng được mấy cá lóc với mấy hàng lươn với mấy cá nhỏ nhỏ. Trời ơi, được cá sặc quá chừng, cá sặc luôn cả nhà, sặc không, 2 cái lò này giờ cá sặc quá trời luôn.